Chào anh em nhé, hôm nay mình giới thiệu cái đột thủy lực mới về bên mình nhé. Đấy thì nguyên một bộ của nó là gồm có một cái đột này, rồi và 5 bộ đầu đột này. Đấy rồi dầu thủy lực thêm này và bộ chìa vặn. Đó, rồi là các ốc vít trí này. Đó, và thêm bên mình có thêm cả bàn đạp luôn nhé. Đấy, thì cái này mình có hai loại, là một loại là sâu họng này là họng sâu 50 nhá, là loại họng to sâu 50 này. Đấy và cái một loại nữa là họng nhỏ sâu 35. Đấy thì bên mình có hai loại như thế. Đó. Thì đây để mình đột luôn cho các bạn xem. Thì là đây khi mà cắm điện vào thì mình lắp luôn cái dây đột ở đây, tức là một là mình bấm ở đây. Đó, mình bấm ở trên này. Đó, một. Đó, hai là mình có thể dùng bàn đạp này. Dùng bàn đạp này mình đạp luôn. Đó. Không cần bấm. Đó thì mình đột thử luôn. Lỗ đột rất là tròn luôn. Đấy, mình đã đột thử rồi. Đấy, là cái này thì nó gồm 5 đầu đột nhé. Là đầu đột phi 6.5 này, phi 9 này, phi 13, phi 17 và phi 20.5. Đó, nó gồm 5 cái đầu đột như thế này nhé. Đây, tổng một bộ nó như thế này. Nhà hình cái máy đột nó sẽ như thế này. Đó. Đầy đủ bàn đạp luôn.